Hello, Quốc Hùng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Thì rất vui được gặp lại toàn thể tất cả bác trong video ngày hôm nay. Video này thì bên em sẽ tổng hợp một số những mẫu loa full 2-way, 3-way cũng như là 30-40 để phục vụ cho tất cả bác báo giá trong video này nha. Còn về hình thức của loa thì các bác kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0363648707 nha, em sẽ gửi ảnh cụ thể chi tiết cho tất cả các bác để các bác xem đó, hoặc là liên hệ trực tiếp cho em. Ok, thì sản phẩm đầu tiên, loa đầu tiên đó là loa full 3-way 40 của hãng Spinvega nha bác nhé. Spinvega, con này có mã là V15B nha bác nhé, hàng cực kỳ là đẹp. Với thiết kế thùng gỗ bọc một lớp nỉ lông chuột, xám lông chuột bên ngoài nha các nhé. Đây, xám lông chuột, tất cả hàng đẹp. Đây, một cái chép kèn này. Một cái chép kèn cực kỳ là to, rất to khủng. Một bát 40, bát 40 cực đẹp nha các nhé. Răng vải tăm dầu màu đỏ này. Và một tép xì, và một tép xì nha. Đấy, là dòng loa 3-way nha các nhé. Loa 3-way rất đẹp nha. Canh phía trước cái canh thì nó bảo vệ tiếng loa bát đó. Và anh em có một cặp này thì có giá là 17 triệu nha, cặp này có giá là 17 triệu nha bác nha. Cặp thứ hai đó là cặp EV Pocket 1 thì dòng này thì dùng gỗ bọc nỉ luôn nha, một bát 40 và một tép kèn đó, được sản xuất tại Mỹ. Thì lo này á thì nó rất là hay nha bác nha, rất là hay. Và đặc biệt dòng bát 40 nhưng mà nó rất là gọn gàng. Bát 40 nhưng mà nó gọn. Đây, các bác so sánh cái bát 40 này với lại bát 40 này, nó cực kỳ là gọn nha. Đó. Dòng Pocket 1 thì con này thì nó EV Electric Void. Cặp này thì em để cho bác giá là 12 năm nha, 12.500.000. Giá cực kỳ là tốt cho bác để các bác sở hữu một cái cặp loa full 40 của Mỹ nhé. Hàng rất là đẹp, nấy thùng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, các bác nhìn EV. Cặp thứ ba là cặp RCF, cặp này thì bên em cũng có lên chi tiết cho các bác video trước rồi. Dòng 3-way bát 40, một mic 25 nha, một mic 25 và một chiếc kèn. Dòng này rất là hiếm nha các bác nha. Bên em có một cặp, hôm trước về được một cặp thì cũng đã lên đường, còn lại một cặp nha. À, rất đẹp cho các bác để bác sở hữu dòng loa châu Âu ý xịn nha bác nha. Loa này thì có giá là 28 triệu đồng. Đấy, dòng châu Âu nó đánh cấp hơn cái dòng CBL 938 hay 838, nhưng mà giá thì nó chỉ ngang ngửa những cái cặp loa 938 838 thôi nha. Đấy. 3-way. Chi tiết các bác có thể liên hệ cho Quốc Hùng kết bạn Zalo nha, em sẽ gửi ảnh cụ thể cho bác sau. Còn bên đây là hai cặp B-Way BR15 thùng nhựa nha bác nhá, thùng nhựa composite. Cặp này là cặp màu đen BR15 B-Way bát 40 một chiếc kè. Cặp này thì từ thường nha bác nhá, từ thường có giá là 13.500.000, 13.500.000 nhá. Đấy, từ thường. Còn cặp từ neo này, từ này là từ neo nha, bát 30 bát xin lỗi bác, bát 40 nha. À, thùng màu xám ghi bát 40 từ neo. Để, con này thì có giá là 14 triệu đồng, 13 năm này, 14 triệu nha. Từ neo thì cao hơn tí, cao hơn 500.000 đó. Tất cả là đều là thùng nhựa nhau nhé, nhựa composite sân sân. Và công suất mỗi lo là 400W trong thùng nha. Dòng này karaoke, các bác làm lo phòng tràng nghe nhạc vân vân, tất cả đều ok hết, các bác đi đám sự kiện vân vân nha. Đấy. Rồi ở đây thì một cặp EV tiếp nha bác nhé, EV bát 30, EV SX 300, EV SX 300 nha, bát 30 một tép kèn. Loa này thì có giá là 11 triệu đồng nha bác nhé, 11 triệu đồng bát 30, công suất là 250W, công suất là 300W trong thùng nha. Đấy, hàng rất chất lượng, EV 2 đôi bán 1 đôi rồi, còn là 1 đôi. À, rất đẹp, chất lượng cho các bác, giá là 11 triệu nha. Đấy. Còn dưới này là cái súp hơi bắt 30 từ 22 con trăm nha bác nhé, từ 22 con trăm. Súp hút của dòng B-Way đời Inbox C, đời cao, đời 102, đời 4 số nha.
từ 22%. Shop này thì em để bác giá là 6 triệu đồng nha. Giá là 6 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu thì alo em, shop bắt 30 từ 22%. Có thể so sánh với bên shop này với shop bốt 52B các bác nha, nhưng mà giá nó rẻ hơn. Tại vì thùng nó là nhựa nên giá nó sẽ rẻ hơn là dòng shop bốt 52B. 52B thì nó dao động 11 triệu quá, thì con này thì giá nó chỉ bằng phần nửa thôi. Nhưng mà nó vẫn sở hữu từ 22% bắt 30, rất là chất lượng, giống như là bốt 52B. Đó là những sản phẩm mà bên em giới thiệu cho cả bác, những đôi lo Mỹ và đôi lo Ý. Rồi, mỗi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho Quốc Hùng qua số điện thoại là 0363648707 0393149 nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.